Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn. Hôm nay là em mình làm bộ móng thường nè các bạn, acrylic fill cho cô khách. Em mình sơn cái nước lót này nha. Bây giờ em mình sẽ dùng cái màu OBI màu tím này, em mình sẽ vẽ một cái thiếp thật to cho cô khách nha các bạn. Lâu lâu em mình mới có là khách fill mà sơn móng thường, sơn nước sơn thường. Nên mình chia sẻ với các bạn, em mình cũng bắt từ bên đây. Đấy, khách này để móng rất là dài. Đây này sơn cái thiếp ha. Đó là mình cũng bắt bên cạnh nè. Cái này bắt sâu bắt cạn tùy theo các bạn, tùy mình hoặc nhiều khi tùy theo khách muốn thôi. Cái khách này chỉ bắt cái dòng cung bình thường thôi, không có quá mà muốn quá căm như những cái mẫu bây giờ. Bạn biết bây giờ thỉnh thoảng lâu lâu mới có một hai cô khách là sơn nước sơn thường thôi các bạn. Các bạn cũng lưu ý về mây mì ha, nước sơn thường hay nước sơn keo, mình khi mà mình sơn mình vẽ rồi mình cũng phải phủ đầu móng với phủ hai bên hông hết nha các bạn. Nước sơn thường thì khi mà mấy bạn mà mới mà vô nghề mình sơn á, mình tranh thủ mình làm cho nó nhanh tay một tí. Nếu mà các bạn làm lâu quá mà nước sơn các bạn cứ kéo đi kéo lại hoài đã dễ bị sọc lắm nha các bạn. Khi mà sơn keo thì rất là dễ, tại vì sơn keo mình chưa hơi vô đèn thì mình kéo sau cũng được hết. Còn sơn thường mà sơn lâu quá, kéo lâu quá nó bị sọc nước sơn hết. Rồi bây giờ mình sẽ qua bàn tay bên đây, thì mình cũng đi trình tự như tay bên kia các bạn. Rồi. Bạn thấy tùy theo móng, không có giờ móng em mình giả thiếp, em mình dùng cái cỡ giả lai, em mình giả. Còn những mà cái móng mà dài như vậy bắt buộc mình phải dùng cái cỡ đó, mình làm mới nhanh. Có thể dùng cái cỡ giả lai để bắt cái vòng cung thôi, nhưng mà em mình dùng cỡ bự em mình bắt luôn cái vòng cung. Các bạn thấy nè, bên đây em mình bắt qua, để bên đây em mình bắt lại, nó liền mấy. Rồi sau đó mình tô lại, mình làm cho nhanh nhanh tay một tí. Rồi đây cũng vậy, các bạn biết khi mà vẽ thiếp như vậy nè, màu trắng hay màu thường gì á, nếu mà các bạn mình làm mà tương đối chuẩn như vậy, mình bắt mình làm thẳng luôn, mình không phải cần chùi lại acetone. Còn em mình thấy nếu mà mình bắt công chuẩn, nhiều bạn chùi lại acetone cho cái đường nét nó sắc bén và cho nó đều á các bạn. Rồi em mình xăm tay bên đây, bây giờ quay trở lại tay bên đây, em mình sơn cái nước thứ hai nha. À, bên đây mình bắt qua rồi, thấy không, nước thứ hai lên, cái đó là cái màu nó ra rất là chuẩn luôn. Mình bắt cái dầm cung xong là mình kéo xuống liền, khi mà nó lem thì mình vét nha các bạn. Rồi bên đây cũng vậy các bạn thấy nè, bắt cho nó thủ cái dầm cung thôi. Rồi bạn thấy mình biết cách mình sơn thì nhanh, nó cũng không mất thời gian, móng có dài mình sơn thiếp màu ha, thiếp màu trắng gì. Rồi cũng không có sợ. Rồi qua bên đây cũng vậy các bạn, mình cứ đi theo cái đường thứ nhất, cái chuẩn cái nước sơn lần thứ nhất rồi. Rồi đây cũng vậy. Và thường khi những khách hàng của Amy đó các bạn, hồi nào vẽ fan hay vẽ thiếp màu, họ cũng có sơn những cái nước lót cái màu natural phía dưới hết. Các bạn thấy em mình sơn cái màu natural nằm phía dưới rồi. Nếu em mình vẽ theo cách mà chùi bằng acetone lại là những cái màu nó bay hết. Nên bắt buộc là phải các bạn mà thấy vẽ fan mà chùi bằng acetone là đa số là không có sơn cái bay. Chùi sạch sẽ xong rồi các bạn mới quét cái bay ở phía trên này. À,
cách cái này thì mình làm gì luôn, nó nhanh, nó đỡ mất công hơn các bạn. Tại vì em này còn giả một cái lai trắng cho cô khách này nữa, nếu mà không giả cái lai trắng em này bắt cái đường nét nó còn sắc bén hơn vậy nữa. Khi nào khách có giả lai thì mình giả phải mình có thể giả nó nhanh một chút, mình có thể không bắt quá chuẩn, tại còn cái lai nữa, cái lai nó cũng che được phần khuyết điểm. Còn nếu không các bạn phải bắt cho nó thật thật bằng nha, thật sắc. Rồi bây giờ em mình sử dụng cái cỡ giả lai màu trắng để em mình đi một cái đường lai cho cô khách này nha các bạn. Cô khách chỉ đi một đường lai thôi, đường lai theo cái fan màu tím này thôi. Rồi bây giờ em mình sẽ đi từ đây đi qua nha. Rồi em mình sẽ nối bên đây lại. Đó, các bạn thấy là em đã xong cái đường lai màu trắng rồi. Đó, các bạn thấy không? Các bạn lưu ý mình đi là mình cũng đánh vòng cung với cách mình vẽ fan vậy. Em đi được 2/3 rồi, bên đây 1/3 em đi lại nữa. Nó sẽ nối tròn. Các bạn biết khi mà cô khách giả lai như vậy nè, là khó hơn mình giả lai mà lai kiểu các bạn. Một lai lên, một lai xuống và một lai ngang thì mình cũng phải bắt cho nó chuẩn. Rồi bây giờ mình đi qua đây một đường nè. Rồi là mình đã xong. Giờ qua bên đây cũng vậy, mình bắt là bắt từ bên đây qua nha các bạn. Bạn vớt nước sơn cho nó tương đối nó đều nha, đừng có để mà cọ mà một cái nước sơn còn quá nhiều, một cái quá ít là cái đường lai nó sẽ ra một cái rất là to, một cái rất là mỏng, nó không có đều nhau. Còn mình muốn cái đường lai nó đều nhau là mình phải kéo, mình quẹt nước sơn xuống cho nó cái đầu cọ này nè, nó bạn thấy vậy. Em đi đây, em đi lại, em đã xong một cái like các bạn thấy. Rồi giờ cái bước cuối cùng đơn giản là em sẽ bỏ thớt lên thôi các bạn. Thớt khấu thường em cho hơi là em đã hoàn thành xong bộ móng của cô khách này ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để không bỏ lỡ những cái video mới của em. Bây giờ em xin thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.